Rồi, hello, xin chào cả nhà nha. Xin chào cả Chào cả nhà. nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Thái Vlog nha. Thì vừa rồi có mấy bạn bình luận là kêu Thái làm thử thách cho uống trà sữa khổng lồ á các bạn. Nhưng mà ly trà sữa khổng lồ thì không có, nên là hôm nay Thái có mua đó là 10 ly trà sữa. Chia ra mỗi người 5 ly nha cả nhà. Thì ai uống hết trước trong vòng 5 ly thì người đó sẽ chiến thắng nha. Mà coi khả năng uống hết nổi 5 ly không nha các bạn. Thì bây giờ cái này là mình uống hết nước, ăn hết cái luôn, chỉ chừa nếu còn nước đá, chừa nước đá là thôi. Đó. Chừa nước đá lại là thôi nha, còn nhiêu là phải ăn hết nha, nếu ăn không hết là không có tính được một ly nha. Rồi hai bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nay cho hai hai dì cháu cân nhau nha các bạn. Xô được mấy ly? Con chắc trên 4 ly. Trên 4 ly luôn chứ. Wow. Rồi bây Chắc còn giờ hơn út mời các quá. bạn cùng theo dõi nha. Rồi. Rồi Bắt đầu. bắt đầu thôi. Thời gian là trong vòng 20 phút nha các bạn. Ngon ngon. Ngon. Ngon không Trung? Quá đã luôn. Đang khát nước luôn. Ngon đây, hấp dẫn đó ta. Trà sữa này tại nhà cũng không có biết làm nha các bạn, nên là không có làm. Mình thấy phải mua nha. Được không? Được. Sao nước đá nhiều quá ta? Chừa nước đá rồi thôi nha. Coi như là phải dùng hết nha. Gái lớn thấy cũng là đạo trà sữa nè các bạn. Vô kèo. Lên xuống. Úp hết 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 ly rồi đâu. Hết chưa? Hết hộp hết rồi nè chưa? Sặc. Một ly. Đâu, được kiểm tra coi. Rồi, ok. Vớt đá ra bỏ. Thấy hai bạn này ăn mà chảy nước miếng luôn á các bạn. Hai mươi k một ly nha cả nhà. Cũng quá hấp dẫn. Tiếp theo các bạn có muốn team của Thái thử thách ăn món gì thì các bạn cứ comment với phần bình luận nha. Tốc độ lên, tốc độ lên. Em không kịp út quá Xu. Sao rồi bạn Dung, sao rồi? Khả năng ổn không? Ổn. Bạn Xu. Vẫn còn rất là ổn. Wow.
5 ly có nhiêu đâu. Có lít rưỡi nước chứ nhiêu đâu. Rưỡi nước chứ nhiêu. À, bạn nào thắng cuộc là Thái sẽ trao phần thưởng đó là một cái mít ở sau lưng. Ôm cái mít mít về nhà luôn. À, thấy tốc độ chậm chậm lại rồi nha. Chắc no hay gì đây nè. Để đá cho là lạnh, ăn ngon, uống cũng ngon. Wow, ly thứ hai rồi hả? Không nói chuyện luôn, hai bạn này lo tập trung uống không nói chuyện luôn. Không nói chuyện luôn. Chậm quá, bạn Xu này ăn tốc độ miệng chậm quá nên là thua bạn. Chưa chắc đâu nha, người tới 5 ly lận nha. Thì phân ra đây 4, 5 6 ly là thật nhiều quá vậy. Đổ lên con. Ổn không? No, no chưa? No chưa? Hơi no nhưng mà dám ăn được. 5 ly nhầm nhò gì? Hai bạn này quay xong clip này là clip sau không dám quay nữa các bạn ơi. Lên ký. Chơi không có phun ra nha, cười không có phun văn nước nha. Thì cái Dung đã qua ly thứ ba nha các bạn. Quá tập trung. Thằng Xu thì mới vừa hết ly thứ hai. Rồi kéo hai ly này lại, kéo hai ly này lại. Mình có thể sử dụng ống hút cũ, muỗng cũ luôn cho nó nhanh. Ê, múc đá là nha, thấy có nước trà sữa trong đó nha. Ủa, chục đá thôi trà sữa đây không nhở, con nè. Không, nè nó văng đó. Ổn không, bạn Dung ổn không? Chưa biết nữa. Để hết ly này hả? Bạn Dung mới bước qua ly thứ ba nha các bạn, còn 2 ly nữa nè. Thời gian trôi qua là 10 phút rồi đó. Thằng Xu chơi chiến lược này khá là hay nè các bạn. Quăng đá hết luôn còn nước với nhân ở trong. Ăn trâu rồi bánh lăng rồi. Sao? No. Cố lên, cố lên. Cố lên. Nó có 10 phút rồi, còn 10 phút nữa. Bạn có quyền đứng lên nhún nhảy hò hét gì đó cho nó xuống rồi các bạn sẽ làm tiếp tục. Bật nhạc lên, tập thể dục buổi sáng. Cô, này buổi trưa rồi. Thể dục buổi sáng. Này trưa xế rồi, hết sáng rồi. Lắc, lắc cả xuống. Bạn nào cũng qua ly thứ ba hết rồi nha các bạn. Còn 2 ly nguyên bên đây, còn 2 ly nguyên và bên đây cũng còn 2 ly nguyên luôn. Tiếp tục, cố lên. Giờ lấy kim chích một cái là nước cái xì xì xì. Cố lên, mới có 2 ly, ly thứ ba, yếu quá. Các bạn đón theo dõi tới cuối clip rồi ai sẽ là người giành chiến thắng nha các bạn. Ai sẽ là người thắng cuộc.
Theo các bạn đón bạn nào? Bạn Xu hay là bạn Dung? Bốn đi mà, năm đi mà. Cố lên, cố lên. Cố lên. Xong, dùng xong ly thứ ba rồi. Quá hay. Tiếp tục. Cho xuống miếng hả? Thời gian còn 7-8 phút lận. Các bạn có thời gian rộng rãi, thoải mái. Rồi, bạn Dung chuẩn bị qua ly thứ tư. Cố lên bạn Dung ơi. Khả năng của chiến thắng của bạn Dung rất là cao. Thì bạn Dung ốm nhưng mà lớn tuổi hơn bạn Xu, kinh nghiệm đầy người. Nghe bạn này giờ cười hết nổi luôn rồi các bạn ơi. Mặt mấy sẹo luôn rồi. No cười sợ bung ra hay gì đây. Bạn Xu có chiến lược rất là hay nha các bạn. Mặc áo thun, không sợ bị bung nút. Bạn Dung mặc áo nút có chừng bị bung nút nè. Ra giường quay gió mát nha các bạn, thoải mái. Cố lên, cố lên. Thời gian còn tới 6 phút lận. Cố lên, cố lên. Đứng dậy, nó đứng dậy nhún nhảy rồi cho nó xuống được. Đứng lên đứng xuống khó khăn. Không. Cố lên. Chào bạn Xu, bạn phát biểu cảm nghĩ tới khi mà ly thứ ba thì sao bạn Xu? Nó kiểu nó no rồi. No luôn rồi ha. Dạ. Cố gắng vô được nửa miếng nào nữa không? Cố gắng được tầm khoảng hết ly này. Ly nữa đi, dứt ly nữa. Ly này nữa, 4 ly đi. Bạn Dung sao bạn Dung, được không? cái gì trong trong đây, cái gì nó làm cho các bạn mà ngán hay là no hay là cái nào không ngon? Rất là ngon, nhưng mà cái nước này nè uống nhiều quá no ngán lắm luôn. Chứ còn cái hạt thì ngon lắm luôn. Một ly này đâu có tới nửa lít nước, nửa lít đâu. Chừng xị gửi được. Cố lên, thời gian còn rất là nhiều, còn tới 5 phút lận. Không thắng nổi. Mạnh mẽ lên, cố gắng lên. Mình trẻ mà. Mình phải cố gắng mạnh mẽ lên, phải hơn người ta chứ. Và nhịp độ này giảm lại 3/4 lúc đầu luôn rồi các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Ngon. Cố lên, bạn Dung sắp hết ly thứ tư rồi các bạn ơi. Cố lên bạn Dung ơi. Hết nổi. Cố lên, sắp hết ly thứ tư rồi. Cố lên, cố lên. Sao bạn Xu? Nó nò quá. Ba ly nó yếu quá trời. Không nổi nữa. Tới đây. Cố lên.
Thôi các bạn ơi, giờ hai bạn này đấu hết nổi rồi các bạn ơi. Nhưng mà cũng phân ra được thắng bại rồi các bạn. Còn Dung được gần hết 4 ly rồi các bạn ơi. Còn có một ít nữa. Còn chút nữa nha. Còn bạn Xu thì chưa hết 3 ly. Xu trẻ mà sức uống trà sữa, bạn Xu yếu quá. Thôi, rồi phát biểu cảm nghĩ sao khi mà cảm giác nó làm sao? Cái cảm giác nó là kiểu như là trà sữa nó ngon. Nhưng mà nó no không kiểu nước. No không hả? Nước uống vô thì nó no nhưng mà ăn thạch thì chưa được hả? Ăn thạch thì bình thường nhưng mà uống nước thì nó no. Còn bạn Dung sao bạn Dung? Vừa ngán mà vừa rất là no luôn, không thể tả nổi cái mức độ no. Các bạn có thấy yêu mến hai bạn này thì các bạn cho hai bạn này một lượt like nha, nhớ một nút đăng ký. Các bạn có muốn team của Thái thách đấu món ăn gì thì các bạn cứ comment dưới phần bình luận nha. Thái sẽ thực hiện món đó cho mấy bạn này thử thách nha các bạn. Đây kết quả cuối cùng là bên 3 bên 4 đi. Vậy là bạn Dung là người thắng cuộc rồi. Quá hay, quá giỏi. Rồi, thôi clip thách đấu uống trà sữa của Thái đấy là kết thúc nha cả nhà. Cả nhà yêu mến thì cả nhà cho Thái một lượt like nha. Một nút đăng ký. Nhớ nhấn chuông theo dõi để theo dõi những clip tiếp theo. Team Thái sẽ thực hiện những món ăn, những thử thách cho cả nhà cùng theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào cả nhà.